Good morning, Alex. Hoa Hồng, xin kính chào cô chú, anh chị em. Một tuần qua cô chú, anh chị em có đông khách không ạ? Bây giờ đang vào mùa Halloween nên là chắc chắn là rất là đông khách rồi, đúng không ạ? Chỉ cần một ngày là ba bộ nail mà full vẽ vời thôi là ấm áp rồi, không cần phải nhiều hết ạ. Ngoài ấm áp mà thấy tiền vô rồi. Thì tiền vô là ấm đó. Dạ, ấm áp mà phải dùng từ ấm áp ha. Đúng rồi. Ấm áp là thiếu chữ thằng hai chữ ngủ ngon á, ngủ ngon. Và trước khi vào chương trình hôm nay cả nhà nha, anh chị em vui lòng giúp công ty Adina Supply bấm chia sẻ cũng như là vô kênh cá nhân cả nhà nha, để anh chị em có thể coi được những cái chương trình flash sale cả nhà nha. Và đặc biệt hôm nay nữa là Ai Lịch thấy chị có những cái điều rất là hot cho anh chị em này. Đúng rồi, lời đầu tiên thì Hoa Hồng muốn cảm ơn cô chú anh chị trong một tuần vừa qua cũng liên tục là mua hàng tại Channel Supply. Không những gọi điện vào số phone 714-707-6666 để mua hàng, nhưng còn có thể tự lên mua hàng online tại app Channel Supply achannel.com của website achannel.com và mua trên app của Achannel Supply nữa thì Alex và Hoa Hồng rất là cảm ơn anh chị. Và ngày hôm nay nữa thì Alex Hoa Hồng cũng gửi đến anh chị cô chú những cái deal là chuyên phục vụ cho cái ngày Halloween. Thì ngày Halloween mình rất là thích vẽ này, mình rất là thích design này, và mình rất là muốn là làm những cái bộ móng, bộ nail cho khách rất là đẹp và giống như là rất là special với những cái design vẽ như vậy. Thì để không có để anh chị cô chú chờ lâu nữa thì Hoa Hồng và Alex sẽ đi vào cái deal, từng cái deal một để cho cô chú anh chị có nhiều thời gian để nghiên cứu cái deal và có thể chốt deal sau cái phiên live này hoặc là trong phiên live này. Nếu mà cô chú anh chị cần order bất cứ cái deal nào mà mình chốt á thì mình cứ nhấn số 1, số 2, số 3, số 4 thì nhân viên Channel Supply thì sẽ nhắn tin và inbox cho anh chị để lấy cái đơn, lên đơn cho anh chị nhá. Đặc biệt là những anh chị em nào buổi sáng nếu mà busy có khách hàng này kia nhá, anh chị em có thể giúp công ty Channel Supply chia sẻ cho cá nhân nha, để tối về anh chị em có thể mở lên để mua những cái deal. Và đặc biệt nữa là mỗi chương trình flash sale này á là nhớ chỉ có 2-3 tuần là hết anh chị, giống như một đúng cái deal rồi. Này trong vòng có 2-3 tuần là hết thì anh chị em nhớ tranh thủ như, tại vì có những anh chị em coi livestream trễ này kia thì đôi khi cái deal nó đã quá spy đây cả nhà nha, nên sẽ không có. Và ngoài ra nữa là công ty Agita Supply đang có 20% off anh chị em nha. 20% off nha cô chú anh chị, dành cho tất cả ai cũng có thể mua và được add on 20% off. Nhưng mà trong đây thì lát nữa Hoa Hồng sẽ đi qua những cái deal này thì có một cái số chú ý đặc biệt thì Hoa Hồng sẽ nhắc vào từng cái deal một nha cô chú anh chị. Dạ 20% off nha, 20% off cho everyone. Còn đương nhiên là những cô chú trừ cọ bột ạ. Còn đương nhiên là những cô chú anh chị nào mà đã có là chủ của Nail Supply thì luôn luôn được add on 20% off bất kỳ khi nào mua hàng nha cô chú anh chị. Thì Hoa Hồng, Alex cũng gửi lời cầu nguyện cho Florida đang mưa bão. Cầu nguyện cho Florida đúng thì rồi. Mong rằng cô chú anh chị ở Florida luôn luôn được an toàn, bình an. Và đặc biệt là nếu mà ở trong nhà có buồn, có chán thì cứ xem livestream của Alex Hoa Hồng ha. Alex hình như là em má em cũng đang ở Florida. Đúng ở mà ngay chỗ Tham Bà luôn, ngay Tham Bà. Ngay chỗ mà xoáy ngay chỗ Tham Bà luôn á. Brandon đúng rồi. Brandon. Alex cũng hy vọng cả nhà nha, anh chị em có như là cầu xin Chúa nha, ban cho mọi sự bình an nha, bão đi qua nhẹ ha. Đúng và rồi. Cũng như là không mất mát gì hết cả nhà ha. Đúng rồi. Và đặc biệt hôm nay nữa, điều đầu tiên của mình hôm nay là chị rồi, điều đầu tiên là dành cho những cái tín đồ yêu thích design, yêu thích vẽ. Dạ, những cái tín đồ yêu thích vẽ vời thì lấy cái đồ vẽ thì có thể giúp em đi về hướng kia dùng thầy được. Rồi. Đây cái kia. Đúng rồi, Halloween đấy, bên cạnh đúng rồi. Cho chị người đấy, bên cạnh cái bên cạnh em nữa. Vẽ là đúng rồi, cho mọi người coi luôn. Set kia thì đâu rồi, set kia rồi. Không, set dưới. Set là set dưới đấy, không set có màu đỏ, màu đen, màu cam. Đấy, được, cái đúng rồi, được, cái được, đúng được. Rồi. Để cho mọi người coi màu. Cái đỏ cũng được. Rồi, những cái design Halloween rất là đẹp đây nha. Và bây giờ thì Alex và Hoa Hồng sẽ show cho cô chú anh chị xem nha. Những cái mẫu này Halloween là ai cũng có thể là follow up, là học theo được ha. Làm theo vẽ rất là dễ. Và cái set này là 12 màu cả nhà nha. Những anh chị em nào vẽ trắng đen light giống như gold silver, đặc biệt nữa là muốn một nét khi mình vẽ cả nhà nha, thì đặc biệt khi anh chị em lấy cái màu đen, màu trắng hay màu gold silver này nha. Anh chị em lấy một lần thôi và anh chị em có thể vẽ được tới 3-4 đường nét cả nhà nha. Và đặc biệt nữa là nó không có bị rút cũng như là không có bị nhanh cả nhà nha. Rất là dễ xài cho anh chị em luôn và vẽ cực kỳ rất đẹp nha. Thì set này Alex có rất là good review ở trên website anh chị em nha. Set này dành cho 12 màu cả nhà nha, cho hữu vẽ treo đặt. Cả nhà nha, lưu ý nha, trên này cho đặt nha. Giá hôm nay bao nhiêu chị? Chuyên vẽ design ạ. Khi mà mua cái set này ấy, thì em
tặng ngay một cái combo glow in the dark gel nha. Yeah. Thì anh chị design xong thì sẽ xài cái glow in the dark này thì ban đêm á, cái bộ nail mình nó phát sáng ấy, nên là khi mà ai đi club hoặc là đi chơi buổi tối ấy, thì có thể nhìn thấy cái design nail rất là rõ ràng mặc dù là tắt đèn. Có nghĩa là khi anh chị em làm xong rồi, anh chị em muốn cái bóng nó sáng á, thì đặc biệt là anh chị em sơn một lớp lên cả nhà nha. Và khi sơn một lớp xong để đèn cho lại là cỡ 1 phút, sau đó anh chị em muốn sáng thêm nữa, anh chị em sẽ cho lại thêm một lớp nữa cả nhà nha, đó là 2 lớp. Và sau đó xong anh chị em sơn bỏ đèn khô 1 phút, sau đó anh chị em apply thuốc cốt lên cả nhà. Khi anh chị em về nhà hay là đi club hay là đi đâu hay đi chơi trong bạn bè trong lễ Halloween hay là đi xin kẹo nha, thì đúng 10 rồi. Con tay của mình trời nó rất là sáng, đi xin kẹo yeah. Thì rất là sáng vui luôn. Và cái này cũng dành cho nam cũng sơn được luôn cả nhà nha. Nói chung là vài bữa Halloween ăn là cũng có thể là hơi xí sọng một xí cả nhà nha. Đó là màu green và màu blue cả nhà nha. Clone đã cực kỳ rất hấp dẫn cả nhà nha. Thay vì có nhiều người họ phải dùng gel này, gel trắng, gel đen, clone này kia, nhưng mà thật sự khi mà làm gel clone á, bảo đảm nó sẽ không có sáng cả nhà nha. Nên đó là lý do tại sao lại làm cái top riêng dành cho clone. Thì anh chị em sơn tất cả các màu nha, cũng như là bột gel slack hay là dip gì nha, thì buổi tối nó sẽ phát quang sáng cực kỳ rất là sáng cả nhà nha. Đặc biệt chỉ có 2 cái màu này là cực kỳ rất là sáng anh chị em nha. Cái giá hôm nay cái set này bao nhiêu chị? Cái set này có giá 115 đồng mà cái sale chỉ còn 75 đồng thôi nha. 75 đồng hả? Là sale 40 đồng đó. 40 đồng, hai chị Kim với anh chị Kim 40 đồng ha. 40 đồng là gần 30% á. 30% à? 30% à? Một set này là có 115 đồng mà sale. Em tưởng là 40 đồng, 75 đồng chứ. 75 đồng. 115 đồng, sale còn 75 đồng. Tức là khi mà mua cái set này anh chị vừa được nhận quà vừa được xếp vì 40% nha. Rồi cảm ơn chị Hồng ở bên Thách Xịt nha. Chị Kim khỏe không? Chị Kim muốn lấy mấy set đây màu hồng ơi. Chị Lisa thì Lisa chụp chị đây. Rồi tiếp theo chị ha. Chị Kim vẽ đẹp lắm. Chị Kim là có mấy set này đấy chị Kim ấy. Chị Kim là tâm hồn vẽ mà. Đúng rồi. Rồi tiếp theo ha. Anh chị nào lấy cái deal số 1 này hãy comment số 1 giúp Hoa Hồng. Số 1 cả nhà nha, deal số 1 nha. Rồi deal thứ 2. Rồi deal số 2 của ngày hôm nay. Đó là rất là nhiều người hỏi là ở cái metallic gel này và cái silver. Mình có cái sample ấy, mình có cái sample ở chỗ chị Nina cho em cái sample của metallic được không? Metallic này thì có sample, ý là em đánh ở trên đo trên cái tip của bên em thôi. Anh chị em ơi, anh chị em mà muốn metallic sáng đẹp thì anh chị em vừa mua mấy cái màu đi nha, nó cực kỳ rất là đẹp và rất là sáng anh chị em ơi. Đó, thì đây sẽ cho anh chị em có nhà sạc luôn. Đó, mọi người muốn nhìn sạc. Cái deal này ngày hôm nay thì là mua 10 tặng 2. Tuy nhiên mà anh chị không có nhu cầu mua nhiều như thế này hoặc là anh chị chỉ mua cá nhân mình thôi thì sẽ ATN vẫn sẽ bán lẻ từng chai một nha. Có thể mua là easy, đúng rồi, metallic silver và metallic gold với add-on là 20% off nha anh chị. Khi mà apply lên cái móng thì nó rất là sáng. Những cái màu silver và màu gold của bên em cực kỳ là sáng, cực kỳ là đẹp nha anh chị nhá. Hôm nay có xe bột không? Có xe bột, hôm nay không có điều bột nha. Có xe bột 200 màu. Có bột 230 màu. Điều bao nhiêu chị? Điều này là 120 đồng thì chỉ còn 75 đồng. 75 đồng cả nhà. Với 75 đồng thì anh chị nhận về được 12 metallic gel nhá. Thông thường thì anh chị mua một chai này bên em bán lẻ là 10 đồng, sale là còn 8 đồng rồi nha anh chị nhá. Nên là vừa được add on free ship, free shipping cho đơn 180 đồng. Nhưng anh chị cứ mua set này và một món đồ nữa là hôm nay là rất là nhiều deal good đấy ạ. Nè nhìn trên live stream em ốm lắm á. Thì hôm qua thầy dạy vất vả quá, ốm quá trời, giảm mấy pound. Kim thấy Alex ốm không Kim? Ốm hả? Chị Natalie chốt deal 1 à. Chị Natalie số 1 đúng không? Rồi, chị Linh Đà lấy số 1 này, chị Hờ lấy số 1 này. Anh Dương cũng mua review đúng không? Anh Dương mua review. Hôm nay có sale nhiều không? Có nha chị Kim. Rồi, tiếp theo chị, đây là số 3. Deal số 3 là set whole night 236 màu. Tuy nhiên thì mọi người cứ hỏi là, ủa Hoa Hồng ơi, có sale gì không? Nhưng mà thực tế ra bây giờ cái deal 236 màu bên em đã sale rất là nhiều và tặng rất là nhiều quà tặng. Tuy nhiên là dành cái deal này thì dành cho những cái anh chị refill nha. Khi mà anh chị mua những cái whole night set 236 màu rồi và anh chị cần refill lại thì bên em sẽ add on cho anh chị là 20% off nha. Tuy nhiên thì cái 20% off này em chưa có cài đặt xong trong hệ thống của bên em. Chính vì vậy nên là cái deal này anh chị chỉ call only thôi nhá. Bình thường là anh chị sẽ mua một cái set gel này là 6 đồng và add on 20% off thì cái set vừa gel vừa sơn thường này chỉ còn 4.8 đồng thôi nhá. Còn anh chị mua bột á, bột thì bên em bán là 13 đồng, nếu add on sale 20% nữa thì chỉ còn 11 đồng 60 cent. Nhưng nếu anh chị mua trial, tức là vừa bột vừa gel nha anh chị nhá,
Team là 17 đồng, Trial là 17 đồng, nếu sale 20% là chỉ còn 13 đồng 60 cent thôi. Do vậy là anh chị nên mua một cặp như thế này thì sẽ save về money cho anh chị rất là nhiều luôn ạ. Rồi, và cái set 236 màu này của bên em thì có rất là nhiều màu sắc đẹp, độc đáo và chỉ có hầu như là khi mà xài đúng rồi four season luôn, và khi mà xài bôi sơn gel của ATN thì anh chị cảm nhận được cái màu gel nó rất là matching. Gel sơn bột và gel rất là matching nha anh chị nha. Cực kỳ là matching luôn ấy ạ. Dạ, bột thì đắp không bị marble ạ. Có thể xài 4 trong 1 luôn, vừa deep vừa đắp vừa ombre vừa 3D được nha anh chị nha. Màu rất đẹp cả nhà, cho cái đi nha four season cả nhà nha. Rồi thì Alex cũng thông báo anh chị em ấy, những anh chị em nào mà chủ tiệm nail ha thì tôi trước giờ đã có mua rồi, và đặc biệt nữa tại vì ngày xưa có cuốn bút là bằng giấy thì bây giờ công ty Alex update cuốn cũng già cả nhà nha. Thì cuốn già anh chị em có thể giống như đôi khi rớt xuống nước hay đôi khi này kia nha, thì cũng sao cả nhà nha. Nhưng mà đôi khi cũng đừng có rớt xuống lâu quá nha, rớt xuống cả 10 tiếng thì chắc có khó sao cả nhà nha. Chị nói chung là chốt điều ba rồi. Nên chị em nha, và đặc biệt những anh chị em là chủ tiệm nail thì hôm nay nữa nha, công ty lại sẽ cho anh chị em 20% off nha, tranh thủ đi order. Rồi chị Tina, nếu mà chốt deal 3 thì lát nữa bên em sẽ khô lại cho chị nhá. Để xem thử chị review số mấy thì bên em sẽ lấy order qua on phone cho chị ạ. Lát nữa thì em sẽ inbox cho anh chị để anh chị lấy cái zip code và số phone anh chị để phone lại nhá. Rồi, cái deal số 4 ngày hôm nay là một set cực kỳ đẹp luôn. Và hôm nay Hoa Hồng bật mí cho một cách làm, đó là cái gel gel lì này. Anh chị có thể kết hợp với lại kết ai thì sẽ tạo ra những cái hiệu ứng cực kỳ mãn nhãn cho người làm nail cũng như là những cái khách hàng đến với mình nha. Mỗi khi mà anh chị xài cái bộ nail này, mình sáng tạo lên và mình làm thiết kế những cái bộ gel nail rất là good luôn thì khách hàng sẽ quay trở lại tìm anh chị rất là nhiều đấy ạ. Và đặc biệt nữa khi anh chị em làm cái này nha, là anh chị em nhớ đó, cách làm cũng rất là dễ anh chị em nhé. Anh chị em chỉ cần sơn một lớp cắt eye lên, rồi sau đó anh chị em dùng cái magnet làm cho ra hình cắt eye hay là chữ S hay này kia nha. Và sau khi anh chị em để vô đèn khô cho lại xong rồi, anh chị em chỉ sơn một lớp gel lì lên cả nhà như ở ngoài thì nó sẽ làm cho cái cắt eye hình C2 và cực kỳ rất là đẹp luôn. Và đây là những cái màu rất là hot và rất là popular, và bây giờ nữa là đang có mùa hạ mùa thu cả nhà này, thì trong bốn cái màu này cũng dành cho Halloween hay là cho mùa thu cả nhà nha. Đúng rồi. Cực kỳ rất là hợp luôn, và anh chị em có thể dùng cast eye cho Halloween cả nhà nha, rất là đẹp. Nếu anh chị follow ATN Supply rồi thì biết là tất cả những cái set màu của ATN đều rất là popular. Một set màu anh chị có thể dùng được four season, ví dụ như là Alex đã làm ra những cái màu giống như là màu đậm, màu nhạt để phù hợp cho tất cả các màu sắc. Nên khi mà anh chị mua về á, nếu mà anh chị thấy khó khăn tìm những cái ID về design thiết kế thì cũng vào cái fanpage của bên em là ATNL Supply, hoặc là vào website là ATNL.com, thì trong mỗi một cái hình sản phẩm thì ATNL luôn luôn để những cái bộ nail design rất là xinh luôn. Thì anh chị có thể cũng là học theo được những cái idea mới để có thể về áp dụng trên design trên tay khách ha. Thì cái set này khi mua một set 100 gel lì này thì 15 chị... đồng đang sale xuống còn 75 đồng nha nhà nha. Và được kèm theo tặng thêm hay gì chị này? Dạ tặng thêm hai chai mát top coat nha anh chị. Hai chai mát top coat cả nhà nha. Và những anh chị em nào mà thích xài mát top coat cả nhà nha, thì cái mát này cực kỳ rất là nhung mà cực kỳ rất là mịn luôn cả nhà nha. Xài rồi bảo đảm sẽ rất là mê cả nhà nha, và sẽ mua lại rất là nhiều. Và bây giờ là Halloween nên anh chị vẽ rất là nhiều, nên là cái chai mát này sẽ được tối đa cái công dụng của nó hơn đấy ạ. Đây là good cho em ơi. Rồi tiếp theo là cái deal số 5 trong buổi flash sale ngày hôm nay, đó là flat diamond gel. Flat diamond gel. Chị cứ nói đi để em lấy cái flat diamond gel này anh chị nhá. 18 màu sẽ tặng sample và tặng hai chai mát top coat luôn nha. Rồi flat diamond gel thì bên em có 18 màu. Ồ, để em mở một cái màu cho anh chị coi nha. Một cái màu flat diamond gel. Thì đây là những flash cực kỳ rất là sáng anh chị em nhé. Anh chị em khi anh chị em bỏ vào sơn lên nha, thì buổi tối thì nó sẽ phát sáng cả nhà nha. Nó sẽ ra giống như là cái bạch kim cực kỳ rất là mịn và cực kỳ rất đẹp nha. Em có thể bỏ gần trên đèn cho mọi người coi sát cho luôn. Vi xây sát vô mọi người nhìn cho nó đẹp. Sơn trực tiếp luôn hả Lịch? Dạ đúng rồi chị Lisa nha Lâm nha. Màu này nhiều lắm, cũng được cảm ơn chị Lisa rất là nhiều nha. Anh chị có thể sử dụng những cái màu nhũ này vẽ cái đầu fan hoặc là lên những cái design móng cho khách cực kỳ là dễ thương luôn ha. Rất là nhiều màu sắc như hồng, xanh, đỏ phù hợp với nhiều design nail ở tiệm ạ. Có rồi chị ơi, có rồi. Và đặc biệt nữa nha, cho em bữa nay. Và đặc biệt nữa khi anh chị em mua cái này nha, là anh chị em sẽ được tặng kèm theo một bản sample cả nhà nha, rất là dễ thương luôn.
anh chị em không cần phải làm nha, thì bên công ty là đã có một cái bản sample sẵn cho anh em như thế này nha. Tại vì cái này nó rất là gọn luôn cho anh chị em nha, và khi mình bỏ vô tay khách cũng rất là dễ anh chị em nha. À, thì cái màu rất là popular luôn, anh chị em có thể đặt ở tại website nha, chúng con cả nhà nha. Và giá hôm nay của set này là 200 đồng, tăng xe hòn 90 đồng các chị nha. Và được tặng đồng kèm theo sample anh chị em nha. Sample gieo theo được các chị ơi. Điều điều số mấy chị, số 5 anh chị? Điều số 5. Rồi điều cuối cùng cả nhà ơi, điều cuối cùng là điều này. Điều cuối cùng là dành cho những cái tín đồ của Drillbit, là cái tín đồ gì, tín đồ không phải tín đồ nữa mà ai cũng phải cần. Lời nếu mà làm một làm ra là ai đồ tín đồ anh tưởng đâu là tên nhà thơ. Tại dùng đây cho nó sang á, tín đồ là một cái sang cả nhà ha. Rồi tín đồ thời trang, tín đồ nam thì đó là sang, nó dùng từ tín đồ là lịch sự đó. Rồi cái điều set hợp đồ dụ hôm nay là điều thứ 6 chị hả? Đúng mua rồi, set điều số 6 rồi. Mua hai set này sẽ được tặng hai chai mát top coat luôn ha. Thì anh chị cái có hai cái set này là một cái đầu dài và một cái đầu đầu gọi là regular ấy, đầu bình thường á, để anh chị có thể là rũ bột này, trong đây thì có rũ bột này, nhám này, rũ mịn luôn này, phá bột luôn này, và tặng kèm theo cái đầu đầu nhám, đầu nhám chạy cuticle D1 này này. Rồi mỗi một set đều tặng như trên hình mà hoa hồng đã trên cái deal mà ATN đã đưa ra cho anh chị nhá. Có nghĩa là khi anh chị em mua hai set này, như những anh chị em nào mà muốn dũa mà không chảy máu này kia nha, đặc biệt nữa là dũa cuticle, thì đặc biệt đây là cái dũa, và cũng như là những anh chị em làm móng dài anh chị em nhá, thì cái dũa này giúp cho anh chị em dũa không cần phải đi vô sân nha, tại vì nó đã dài sẵn rồi, khi anh chị em để lên thì nó sẽ giống như khớp cả nhà nha. Tại vì đây cũng là một cái trend vừa mới ra luôn dành cho những đồ dũa file medium cả nhà nha. Thì đặc biệt dành cho những anh chị em làm móng dài thì hôm nay cái điều này là mua hai. Những anh chị em ở New York á thì lưu ý nha, có cái rũa rất là dài như này nha. Anh chị em ở New York thì hay mua đầu rũa dài vì là dân New York là xinh điệu lắm. Làm móng dài luôn à. Làm cho nghệ sĩ nhiều nha. Nên là xài cái móng dài này cái. Và cái điều này ha. Và cái điều thứ 6 là cái giá của nó là 165 đồng, sale chỉ còn 120 đồng thôi anh chị nha. 120 đồng tặng kèm theo hai mắt cốt để em hoa hồng đếm cho anh chị nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wow, 13 cái đầu rũa là 120 đồng thì chưa đến 10 đồng một cái đầu giá ra rứt luôn cả nhà nha. Chưa đến 10 đồng hả? Cái này hình như là chị làm lộn giá không nhỉ? Nghi là lộn giá đó. Lộn giá. Nhưng mà không phải đâu, không phải lộn giá đâu anh chị ơi. Mà là do là Hoa Hồng và Alex luôn luôn mang đến những cái deal bất ngờ và những cái deal lớn cực kỳ thú vị. Tại vì các bạn biết đó, đôi khi các bạn biết đôi khi mang mà một cái chia sẻ đó là đôi khi có thể 20%. Nhưng mà thật sự trên chương trình flash sale thì cái này lại cũng để cho anh chị em là ta 40-60% cả nhà nha. Tại vì đây là lại biết là cái chương trình nó đặc biệt. Tại sao người ta gọi là flash sale? Flash sale là gì? Là nó có nghĩa là nó sale rất là nhiều và chỉ có được mấy deal như vậy thôi, và trong một ví dụ một năm nó chỉ lập lại 1-2 lần thôi. Nên đó lý do tại sao đây là cũng là một cái cơ hội dành cho anh chị em nào muốn mua được giá good cũng như là được xây nhiều money, thì anh nghĩ đây là một cái flash sale để cho anh chị em có thể mua được nhiều hơn. Nên đó là mỗi chương trình nó lại sẽ dành cho anh chị em được 40-60% off anh chị em nha. Và ngoài ra những anh chị em nào không mua được cái package này á, thì cũng có thể mua được cá nhân luôn, thì anh chị em có thể mua lẻ cũng được luôn, thì anh chị em vẫn được 20% off từ công ty Dinner Supply cả nhà nha. Rồi bây giờ nữa là mình sẽ trô lại 6 cái deal chị này, 6 cái deal hôm nay chị gì nè. 6 cái deal ngày hôm nay thì để Hoa Hồng sẽ review lại cho cô chú anh chị ha. Cái deal số 1 của ngày hôm nay đó là những cái set painting, easy painting gel 12 màu nha cô chú anh chị. 12 màu được tặng ngay hai chai Glow in the Dark Top nha. Cái deal này hôm nay là 115 đồng, sale chỉ còn 75 đồng thôi nha. Điều số 2 là set Metallic Gel mua 10 tặng 2. Metallic Gel này thì bên em đang có available là Gold và Silver. Anh chị mua 10 tặng 2 và giá flash sale ngày hôm nay là 120 đồng, chỉ còn 75 đồng thôi ạ. Anh chị nào đấy thì cứ mạnh dạn comment cho em nhé. Điều số 2. Qua cái deal số 3 là một set refill tri ân của những cái anh chị cô chú nào đã mua 236 màu bên em. Mà có nhu cầu refill thì hãy gọi điện vào số 714-707-6666 để nhân viên A10L Supply đen order cho anh chị và add on 20% off cho cô chú anh chị nhá. Thì năm ngoái thì A10L chưa có hề có áp dụng cái việc là add on refill 20% off vào các sản phẩm của Whole Line 236 màu. Nhưng mà ngày hôm nay thì trên cái phiên line này thì Alex và Hoa Hồng xin thông báo một tin cực kỳ vui cho cô chú anh chị là đã được add on 20% off rồi ạ. Nhanh tay gọi ngay vào số 714-707-6666 để nhận được những cái order và những cái
add on 20% off vào cái order của anh chị cho whole line ha. Có nghĩa là anh chị em mua nhiều ít cũng được 20% off cả nhà nha. Yeah. Không nhất thiết phải mua 10 hay là mua 20 cả nhà nha. Đúng rồi. Tài ra lại cũng hiểu đúng là rồi, như vậy để cho anh chị em có thể dễ dàng mua hàng cả nhà nha. Yeah. Rồi tiếp theo chị. Thì cái deal này chưa có giá nha, nhưng mà Alex và Hồng đã thông báo cái giá trước rồi. Nhưng mà cứ add on 20% off ha. Ví dụ giống 17 rồi. Giống như là trial 17 17 đồng một trial, tức là vừa bột vừa gel vừa sơn thường thì sẽ có giá là 17 đồng. Sau 20% off chỉ còn 13 đồng 60 cent thôi. Giá lời kết luận cả nhà nha. Còn đối với một cái chai gel không và sơn thường 6 đồng, sau 20% chỉ còn 4 đồng 80 cent ạ. Và đặc biệt nữa là anh chị em khi mà gọi vô, còn bột là 13 đồng. À, add on 20% off thì chỉ còn 10 đồng 60 cent thôi cô chú anh chị nha. Dạ. Và đặc biệt đó là những anh chị em nào mua thì cứ gọi vào anh chị em nha, tại vì đôi khi anh chị em mua càng nhiều thì đôi khi có những offer càng kích cho anh chị em cả nhà nha. Là anh chị em vui lòng gọi vào số điện thoại sẽ rất là dễ dàng. Đúng rồi, hôm nay Hoa Hồng làm cái deal này để ghi cái nốt nè. Call only ha, 714-707-6666 để anh chị khi mà lướt cái flash sale bên em thì cũng biết được cái deal này đúng rồi, không ạ? Cảm ơn chị Kim rất là nhiều nha. Cảm ơn chị Kim, chị tặng thêm gì không? Chị Tina Bùi này trời hôm nay quá trời người luôn. Hai cho anh Nguyễn nha, cho anh Nguyễn anh phải chị không? Anh chị cứ mua càng nhiều thì AGN sẽ tặng quà càng nhiều cho anh chị, nên anh chị không cần phải lo là tặng cái gì đâu. Cho tranh thủ nha, một nút đang có 200 mob nha. Lên order nha, cho anh Nguyễn ở trên San Jose đó. Cho anh xài nó nhiều lắm. Cảm ơn cho anh nhiều nha. Còn, rồi đến flash sale. Rồi, cái set deal này thì là cái deal shop nha, gel lì nha. Yeah. Cái gel lì này thì cái hình như là Hoa Hồng hơi bị nhầm giá cái set này đó. Thì đó, set này, không đúng rồi. Set này là cũng phải tầm 99 đồng đó. Không em biết rồi, em biết không sao đâu. Nó lỡ rồi thôi, tại là chót đấy, là không, chơi lớn ạ. Tại chị lỡ trên livestream rồi cứ bán set thôi, tại vì người ta nói là tại có nhiều cái deal. 50% off luôn á anh chị ơi. Thực ra cái deal này á, bên em là bình thường em bán một cái set này không á là đã 135 đồng rồi. Nhưng mà cái này lỗi của Hoa Hồng nha. Thì rồi, chị nên tìm muốn lên set này, chị nên tìm chị lấy cho chị mẹ set này. Thì Hoa Hồng Alex vẫn đồng ý cho cái deal này nha. Là 75 đồng nên em chỉ giới hạn cái deal này trong khoảng 1 tuần thôi nha. Nên nếu mà anh chị nào không lấy cái deal này nhanh này em sẽ tắt deal này luôn ha. Thì nãy giờ có chị mới tìm lấy set này, có mấy người lấy rồi này. Nếu ai may mắn lucky nha. Lucky nha. Lấy cái deal này nha thì được cái giá 75 đồng, nhưng em chỉ bật cái deal này trong vòng 1 tuần thôi nha. Có limited nên là anh chị nếu mà không chốt nhanh là anh chị sẽ tiếc ý ạ. Yeah. Anh John anh bảo nãy là Sacramento chứ không phải San Jose nha. Sacramento để Sacramento nha. Vậy nói lộn nó Sacramento. Đấy, chị Natalie lúc nãy lấy được một cái đơn, chị Natalie đã chốt cái đơn này rồi thì em chúc mừng chị nha, chị hơi bị hên ha. Đấy, chị rồi chị Phúc con lấy một set gel lì luôn này, có nhiều người bắt đầu lấy nè ha. Bắt đầu rồi nha. Và được tặng kèm thêm hai chai mát nữa cả nhà nha. Em chỉ mở cái deal này một tuần thôi đấy ạ. Vì như vậy là em đang bán là sếp là chơi lớn đấy chứ còn đang là bị lỗ đấy ạ. Rồi deal thứ năm chị. Ôi deal thứ năm là Flat Diamond Gel. Thì cái deal này có 18 màu nha cô chú anh chị nha. 18 màu tặng free sample và tặng hai chai mát top coat cho anh chị. Giá 200 đồng chỉ còn 90 đồng thôi chị nhá. 90 đồng 18 màu trời ơi. 18 màu tặng thêm hai mát top coat nữa là tính ra chai còn có 5-6 đồng thôi cả nhà nha. 5-6 đồng gì đâu, 4 đồng rưỡi. Sao 4 đồng được? 18 90 đồng mà chia cho 18 cộng 2 chai mát tốt cũng là 20 đồng. 90 chia cho 20 chỉ còn 4 đồng rưỡi thôi anh chị ơi. Black Diamond Gel. Trời ơi sao tặng kèm theo symbol luôn cả nhà nha. Sao cái gì mà sale hủy diệt quá. Sale hủy diệt á. Rồi, đây là điều thứ 5 cả nhà nha. Điều thứ 5 này Alex biết có nhiều anh chị em rất là thích cái kim tuyến này này, tại vì sao biết không? IB em quay gần cho mọi người coi một lần nữa đi, tại vì nó lấp lánh sáng đẹp lắm. Chị Natalie này, Chris Gel này, 75 đồng chị nha. Chị Tina Bùi chốt luôn hai set rồi này, chị Nancy hai set rồi cho lấy set luôn nha. Ok. Cho lấy set luôn. Đây là ship cho luôn. Luôn. À mỗi anh chị cái set này mỗi anh cái set gel lì này tại vì là em đang đúng rồi đẹp á vì. Em đang chốt cái đơn nó nhiều quá nên là mỗi người chỉ được mua hai set thôi nha. Em không bán ba set đâu. Em hết hàng. Em hết hàng anh chị ơi. Rồi điều thứ 6 vẫn chị. Điều này là điều thứ 5 nhá. Flat Diamond Sale thì đang quay lại cái màu cho anh chị cực kỳ là đẹp luôn. Oh my god, nó flat lên kìa. Sát cho xin nữa. Oh my god, so beautiful. Đẹp lắm cả nhà, tại cái set này nó rất là hot color luôn. Anh chị lượm ngay cái set này đi. Về làm Christmas cũng được này, Halloween cũng được này. Những cái màu tối thì mình Halloween. Những cái màu sáng hoặc những cái màu vàng thì mình làm Thanksgiving. Còn những cái màu đỏ xanh thì mình làm Christmas. Mua luôn về xài ha. Rồi, điều cuối cùng cả nhà nha là đầu dũa. Điều cuối cùng là điều số 6 ngày hôm nay, điều đầu dũa nha. Mua 2 set đầu dũa. Dạ. Những anh chị em nào mà thích đầu dũa, các không đỡ chảy máu hoặc những anh chị em nào làm móng dài ha, cũng như là phá treo với đít thì đây là một bộ set dành cho anh chị em nha. Là giá của nó là bao nhiêu chị?
165 đồng, sale chỉ còn 120 đồng và tặng thêm 2 chai mát top code nha anh giá chị. Giá lên gấp luôn anh chị em ơi, rất là gấp trả lời nha. 6 điều ngày hôm nay là đã xong rồi. Và bây giờ Hoa Hồng và Alex sẽ xin thông báo cái ngày lịch học cho cô chú anh chị nhé. Lịch học tháng 11 thì sẽ vào ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9. Đây là lớp nâng cao nha cô chú anh chị. Lớp nâng cao là ngày mùng 7, mùng 8, mùng 9. Tháng 11. Mùng 8, mùng 9, mùng 7, mùng 9, mùng 7 lớp cơ bản mà. Đó. Chọc chị thôi phải không? Đó. Tháng 11. Tháng 11 thì tháng 11 là 11, 12, 13, 14. Đó. 11, 12, 13, 14. Đúng rồi, em đang dạy lớp 7, 8, 9 lớp cơ bản. Ồ. Không sao, không sao, cả nhà nha. Nhớ ngày Alex thông báo. Thấy em 11, 23 thấy chưa? Em nhớ. Lớp rồi. Không sao, tại hôm nay em đang dạy lớp cơ bản 7, 8, 9. Rồi cả nhà ha, lớp cơ bản là hôm nay là đang dạy lớp 7, 8, 9 cả nhà nha. Và lớp tháng tiếp theo nữa, tháng 11, đó là ngày 11, 12, 13 cả nhà nha. Và lớp cuối cùng của cơ bản là mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5 của 2024 cả nhà nha. Tháng 12 là 234 đúng rồi. 234 vừa rồi em mới like cho chị, em mới quay phim với Ivy này. Nhớ không? 234 tại vì em tính dậy nó sau 2, 3, sau 245. Đúng rồi, không? 234 thôi. 2345 đúng rồi, 2345 đúng ngày. 2345 tháng 12 là lớp cơ bản. Đúng rồi. Dạy nhiều quá bây giờ quên ngày rồi anh chị ơi. Mà dạy nhiều quá. Mà ở đây busy quá. Busy gì mà tức là vừa lớp học này vừa live stream này vừa nói chung rất là busy cả nhà, rất là busy luôn, rất là busy cả nhà nha. Rồi bây giờ nữa Alex sẽ nhắc lại thêm một lần cả nhà nha, đó là lớp học của nâng cao tháng tới, đó là ngày 11, 12, 13 cả nhà nha, cho lớp nâng cao. Và lớp cuối cùng của 2024 của lớp cơ bản đó là ngày 2, 3, 4, 5 cả nhà nha. Những anh chị em những anh chị em nào vừa rồi mà đăng ký lớp cơ bản mà trễ đó thì Alex sẽ dời vô cái lớp của tháng 12 cả nhà nha. Rồi một lần nữa Alex cũng như chị Hồng có chia sẻ thêm gì nữa không? Có thêm chia sẻ một chút là lớp học bị limited chỉ được 10 học viên thôi, nên anh chị cô chú nào muốn học thì đăng ký sớm nha. Gọi ngay vào số 714-515-6868 hoặc gọi về số 714-515-6969 để đăng ký lớp học và nhận được nhiều thông tin chi tiết về lớp học nha. Khi anh chị học lớp nâng cao thì anh chị sẽ học nhiều về những cái design popular hiện bây giờ mà đang trending ha. Và như là cat eye, làm gel gel lì như thế nào, làm mơ trên móng bột, móng gel, hoa 3D vân vân. Còn nếu mà anh chị học lớp cơ bản thì anh chị sẽ được trau chuốt rất là kỹ lưỡng về những cái shape của nail. Đắp một cục một tròn cuticle. Đúng rồi, đấy thầy giới thiệu rồi đấy. Thôi. Dạ, và đặc biệt đến anh chị em nào mà muốn dễ dàng hơn cũng như là đủ thông tin hơn, anh chị em có thể lấy website của anh trong cấp cả nhà nha. Tại vì trên website thì anh chị em vào search chỗ class lớp học nha, thì Alex sẽ để đầy đủ thông tin lớp học nâng cao và cơ bản nha, để giúp cho anh chị em hiểu được là khi đến tham gia lớp học sẽ có học những gì ở trên đó nha. Và không những được học còn được quà tặng nữa. Và đặc biệt nữa là phần quà của lớp học cả nhà nha, những anh chị em học sinh đều được một phần quà, đó là bộ treo ép trị giá 90 đồng cả nhà nha, cho everyone học sinh luôn cả nhà nha. Giá rất là good deal luôn và không bao giờ có như bây giờ cả nhà nha. Rồi một lần nữa cũng như là Alex và chị Hoa Hồng xin kính chào cô chú anh chị em. Chúc cô chú anh chị em một tuần làm việc thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và thật là đông khách ạ. Love you guys.